Sau quá trình điều trị tại bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân Li Ji Chao là một trong hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus corona đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona. Theo thông tin từ bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh và viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 28 tháng 1, bệnh nhân Li Ji Chao sinh năm 1992 là một trong hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus corona đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam đã tỉnh. Bệnh nhân có thể tự thở, ăn uống sinh hoạt bình thường. Hết sốt hơn 4 ngày, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona. Về tình hình của bệnh nhân Li sinh các bác sĩ cho biết hiện người đàn ông này đã tỉnh, ăn uống được, bệnh nhân không sốt từ 18 giờ chiều ngày 25 tháng 1, tình hình sức khỏe ổn định. Bệnh nhân đang chờ kết quả xét nghiệm lại. Trước đó, ngày 23 tháng 1, bệnh viện trợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cơ sở này đang điều trị cách ly hai bệnh nhân dương tính với virus corona.